Hello, chào mừng anh em đã quay lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay là mình sẽ quay set trang phục neon anh em ơi. Đó thì ở trong cái vòng quay này thì nó sẽ có cho anh em đó là một bộ nữ hoàng lady anh em, nữ hoàng neon anh em ơi đó. Đây là set nữ hoàng neon này, bao gồm là một cái bộ quần áo và một cái nón nha. Và có một set nữa đó là chúa tể neon. Đó sẽ có một cái set này là chúa tể neon này, anh em thấy không? Mình thì mình thích bộ nào cũng được anh em ơi, nhưng mà mình thích nam hơn, bởi vì mình là chúng men nha, mình không có gọi là nửa nửa nam nửa nữ, nên là mình chỉ thích là cái set nam này hơn. Và một cây M4 chúa tể neon nữa anh em ơi, cái này là ba lô tái chế. Còn xe skin thì đặc biệt là trái lựu đạn tình khúc vàng này đó, nghe như là một bài hát bolero anh em ơi. Thì nó có skin này anh em ơi, khi anh em mà quăng địch nó chết thì nó sẽ có skin này đó. Cái này là trái thứ hai của lựu đạn mà có skin đó anh em ơi. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu quay nha. Hiện tại mình đang còn là 115.723 user. Mình sẽ lại 11 bao nhiêu user nha, tại vì hôm nay mình chưa xem clip của ai hết. Chưa xem mà bạn mình trải nghiệm được cái vòng quay này anh em ơi. Ok, bắt đầu thôi. 10 lần nha. Cái gì đây nè? Xem thử là cái vé quay miễn phí mình nghĩ là chắc nó không ra đâu. Khó lắm anh em ơi. Lúc trước mình quay rồi nên mình biết. Nó trúng, trời ơi. Trúng cho một cái này người ta gọi là gì anh em ơi? Cái để lặn thở oxy đó anh em ơi. Mình chơi PUBG mà nó cho cái bộ lặn này làm gì không biết. Kiếp đi cho nó nhanh nha mọi người. Ôi ngon. Fantasy G-set anh em ơi. Cái bộ này không đẹp. Ôi thở lặn Blue. Rồi trúng cái ba lô. Được, như vậy là hiện tại mình đã có cái ba lô rồi. Lần này thì không có gì hết. Đó. Tiếp nữa nè. Rồi, lại cho cái ống thở. Ok, vậy là bây giờ là mình sẽ bắt đầu dùng user để quay nha anh em ơi. Mùa này mình không nâng RB nha. Đúng lắm thế. Mình sẽ đỡ RB thường cho nó lên 100 luôn. 100 màu đen đó anh em ơi, cho nó ngầu. Bắt đầu thôi nè. À, còn 5 vé miễn phí nữa nè. Ok, vậy thì mình sẽ quay một lần 10 lần user xong rồi mình sẽ quay một vé miễn phí. Xem thử là có may mắn không nha. Đó, chưa gì hết và thấy là chưa có gì hết rồi. Ok, quay sang ghế với nhau. Chưa có gì hết. Lại không có gì. Sẵn lần này mình sẽ cho anh em biết là tốn bao nhiêu UC để lên được RB100 mà RB100 đen đó anh em ạ. Ôi, trúng bực được cái bộ nữ hoàng lady rồi nè anh em. Neon lady set anh em ơi. Tức là bộ nữ hoàng neon này. Thơm chưa mọi người ơi? Bao nhiêu user anh em ơi? Để mình tính thử đi. À, hên quá mọi người ơi. Mới có 100, mới có 4.000 user thôi à. Là mình đã trúng được cái bộ neon nữ hoàng rồi. Được, game là dễ anh em ơi. Đó, mình đã tìm ra được gọi là cái bí kíp để quay đồ giờ trúng là cứ anh em cứ quay một cái vé thường nè. Xong rồi anh em cho một vé 10 lần nữa là anh em sẽ trúng được. Trúng gì mà mấy cái đồ lặn này nhiều thế. À, một tầm 1.000 UC đó thì anh em sẽ lên được một level. Thì 10.000 UC mới lên được 10 level à. 100.000 UC mới lên được level 100 rồi bờ đen đó anh em ơi. Ôi hơi bị căng đó. Đúng là đại gia. Đúng là mấy lúc trước anh em mà thấy ông nào rồi bờ đen là đại gia thật. Mình nghĩ là chỉ tầm 20-30k UC thì nó lên, nhưng mà không ngờ đó anh em ơi. 100k user mới lên được RB đen. Đâu? Oh, một trái lựu đạn tình khúc vàng anh em ơi. Bây giờ là hết rồi. Mình sẽ quay thường thôi. Thôi mà bây giờ trúng cho mình cái nón á, nữ hoàng neon nữa đi anh em ơi. Lại cho cái ba lô này. Thì mình sẽ coi như là mình kết thúc cái vòng quay tại đây nha.
chịu không chịu trúng này mới mệt chứ anh em ơi. Đâu phải nó trúng đâu. À, M4 Neon. Ngon. Xe luôn nè. Được được anh em ơi. Rồi. Oh my god. Neon nó set anh em ơi. Chúa tể này, nhưng mà còn thiếu hai cái nón nha. Như vậy là mình trúng được hai phát rồi, hai bộ hai rồi anh em ơi. Nhưng mà còn hai cái nón. 17.000 cũng sơ là trúng được hai bộ này rồi, nhưng mà thiếu cái nón này chết rồi. Nó không có cái nón mới đâu chứ. Bây giờ phải còn lấy cái một cái nón nha. Một cái nón nữa đi. Ôi trời ơi. Tưởng ra cái nón anh em ơi, nhưng mà nó cho ra cái bộ đồ bơi này làm gì? Chịu. Hơi khó rồi. Con số gì đây nè? Ra. Ra. Trời, chưa ra anh em ơi. Lần này mình nghĩ là chắc mình mất tầm 20k user nữa thì mặt mày nó ra cái nón. Lên nào mọi người ơi. Ra không nè. Ôi. Quá chua anh em ơi. Xả xui, xả xui. Đi xả xui thôi. Làm một vé 120 user đi. Đó. Ra đồ tím như này là tương lai anh em ơi. Có tương lai rồi. Ok nè. Có tương lai rồi nè. Chưa thấy gì anh em ơi. Chưa thấy tương lai đâu hết. Nhưng mà mình thấy mình là mất hơi bị nhiều user rồi đó. Level 34 và 34k user rồi. Đợi xem thử đi. Mới từ từ nó có hên không anh em ơi. Chứ mới nhanh quá nó xui. Nó không chịu ra. Đó. Ui, lại cái set này nữa. Cái gì đây? Chán phải ta. Một cái nốt nữa thôi mà. Làm gì mà khó phải mấy ba. Không lẽ cái nốt mà lại khó ra hơn cái bộ đồ à? Ui. Gì đây? Ui, khăn trùm y tá gì đâu vậy? Một cái nữa thôi mà bạn. Một cái nữa thôi mà. Trời lại là lựu đạn tình khúc vàng. Đừng có cho tình khúc vàng nữa mà. Mệt mỏi quá đi. Cái gì mà cứ tình khúc vàng hoài à. Skip đi anh em ơi. Skip nào. Ra đi nè. Trời ơi, cái nón thôi mà làm gì căng vậy. Chết rồi, chết rồi. Tập này là chết rồi. Nón không có anh em ơi. Chắc là mình từ bỏ cuộc chơi sớm quá đi. Trời ơi, cho cái nón 3 nữa chứ. Ôi, mà 4 đi on nữa nè anh em ơi. Dễ sợ luôn đó. Thôi, từ. 46k user rồi mà chưa thấy màu mè gì hết. Thôi làm thêm 4k user nữa đi anh em ơi. Lại bộ đồ nữa kìa. Trời ơi, đen vậy. Trời ơi, cái gì vậy? Cho chi mà cho lắm mắt bộ đồ này, cho tế mà lại sao vậy? Ok anh em ơi. 50k user rồi nè. Đó. 50k user rồi đó. Nhưng mà chưa ra cái nón cho mình. Buồn. Bây giờ mặc cái bộ đồ mà không có nón trông kỳ lắm anh em ơi. Như này thì thôi có giá trị gì đúng không? Lỡ rồi quất luôn. Tới luôn anh em ơi. Ra không nè. Vãi chướng. Thôi, đen thế không ra anh em ơi. Thôi. Không chơi nữa đâu. Không ra. Hơn 50k rồi đó. Đi 3 cây M4 luôn má. Trời lắm vậy. Chết rồi. Kèm này là toan rồi anh em ơi. Ôi. Gì vậy trời. Ra một phát thôi mà. Còn 4k nữa nè anh em ơi. Thôi làm nốt 4k này nữa đi. Mà không ra nữa thì mình nghỉ anh em ơi. Nghỉ thôi nè. Ghét à. Vãi chướng thật. Trời ơi. Còn chẳng 60k user anh em ơi. Như vậy là mình không ra được full cái set neon này rồi. Còn gì đen nữa anh em ơi. Gì đây. Còn gì đen nữa đây trời ơi. Biết thế hồi nãy ra hai bộ này mình dừng lại đi. À cái nón này cũng hợp nè. Thế này đừng có lấy nữa anh em ơi. Cái nón này dưới cái bộ được
Bộ đồ này với cái nón cũ của mình là hợp nè anh em ơi. Đó, đẹp chưa? Như này còn gì quay nữa nè. Đó, nè ba lô nè. Trời ơi, giờ mất công mà giờ quay tốn một đống đồ luôn mà không làm ăn gì được. Phí thật anh em ơi. Hồi nãy mới có mười mấy cao sơ mình ra cái set nữ hoàng rồi. Trời ơi, đỡ ráng quay hết mấy cao sơ anh em còn 60k để mình trừ đi. Rồi, một ca trừ 60.000. Đó, tốn 55.723 user anh em ơi. 55.000 à? Thôi lỡ nó làm 60.000 luôn đi. Biết đâu 5k nữa thì nó ra sao anh em ơi, đúng không? Chơi luôn anh em ơi. Quốc dân chơi mà, 1k này. Trời ơi, cái bộ đồ này 2k này. 3k này. 4k này. 5k. Mình nghe cái tiếng mở. Trời ơi, nghe cái tiếng mở đồ trúng mà anh người lại cho cái M4 Neon nữa. Thôi như vậy là chẳng 60k user anh em ơi. 60k user nhưng mà nó không có ra cái gì hết. Chán gì đâu mà nó chán. Trời ơi, 60k user của tôi. 60k user của tôi mà trúng được có hai cái bộ đồ thôi. Buồn gì hơn đêm nay, buồn gì hơn đêm nay, buồn gì hơn đêm nay. Đây là chiếc xe của chúng ta. Và những cái điệu nhảy đâu rồi, điệu nhảy mới đâu? Nó không hiện điệu nhảy mới anh em ơi. Để xem là điệu nhảy à, Neon. Đây, đây là điệu nhảy của cái thằng hay cái con này anh em ơi. À, đây là chú tế anh em ơi. Đúng rồi, Lady là nữ hoàng. Còn lo này là chú tế, Lady là nữ hoàng, đúng rồi, đúng rồi. Buồn dễ sợ. Thôi để mình coi. Mình sẽ đổi đi. Cho chú tế vào nhảy đi anh em ơi. Chú tế với nữ hoàng anh em ơi. Ôi, nữ hoàng nhảy cái điệu gì đây? Cái điệu gì mà thả tim anh em ơi. Trông khá là sexy đó. Ủa. Yeah. Được anh em ơi, come on. Ui, đang nhảy chưa xong mà. Ha, bắn tim anh em ơi. Ê, cái tim bay nè. Hay ta. Hay quá hay luôn anh em ơi. Được, 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 được. Ủa rồi, rồi, chú tế rồi, nữ hoàng của tôi đâu mất rồi. Đâu bà nữ hoàng đâu? Đây, bà nữ hoàng nè anh em ơi. Nữ hoàng mà mình nhân vật nam nên là nó hơi xấu xấu một tí. Nhưng mà không sao anh em ơi. Ok, như vậy là clip bao quay đồ hôm nay mình kết thúc ở đây anh em ơi. Trải nghiệm sau 60k user thì mình khuyên anh em nếu trúng được cái bộ đồ này đó thì anh em hãy dừng lại ngay lập tức, đừng nên là đi thêm một bước nữa. Nước đi gọi là quá sai lầm của mình, tốn thêm một 40.000 user nữa mà không ra gì anh em ơi. Không có ra cái trò trống gì hết. Đó. Ok, anh em cứ lấy tạo một cái nón nào đội vào thì nó hơi siêu nhau một tí nhưng mà nó sẽ ra được cái set này anh em ơi. Tuyệt vời luôn. Ok, bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau và đừng quên là bấm cho mình một lượt đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký và một lượt like ở clip này nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Bye bye.